Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Góp. Thưa quý vị, góp là một môn thể thao và còn có khả năng kết nối các thành viên trong gia đình. Hơn thế nữa, góp còn là môn thể thao duy nhất mà cả gia đình có thể chơi cùng với nhau, không phân biệt lứa tuổi. Không chỉ có trên thế giới, mà Việt Nam trong những năm gần đây cũng đã hình thành những gia đình chơi góp. Và một xu hướng tất yếu là sẽ có các cái giải góp dành cho các gia đình. Một trong những giải đấu mà chúng tôi muốn nhắc tới chính là giải Parent and Child for Some Tournament 2022 do câu lạc bộ góp Thăng Long Junior tổ chức. Và để có một cái nhìn rộng hơn về giải đấu này cũng như là sân chơi dành cho các bạn Junior thì chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Phát Minh, thành viên ban chấp hành câu lạc bộ góp Thăng Long Junior. Xin chào các quý vị khán giả. Vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu ông Nguyễn Viết Thành, thành viên ban chấp hành câu lạc bộ góp Thăng Long Junior. Xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và để bắt đầu chương trình thì xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Parent and Child for Some Tournament do câu lạc bộ góp Thăng Long Junior sáng lập và tổ chức lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 năm 2021. Đây là giải đấu dành riêng cho các golfer trẻ và phụ huynh trong câu lạc bộ. Giải được chia thành hai bảng đấu dựa trên handicap trung bình của cha mẹ và con, với bảng A từ 16 trở xuống, bảng B từ 16,5 trở lên, thi đấu theo thể thức foursome và có thêm giải đồng đội giữa 5 cặp bảng A và 5 cặp bảng B. Trong năm tổ chức đầu tiên, Parent and Child có tổng cộng 20 nhóm đấu, nổi bật có 4 cặp cha mẹ và con sở hữu handicap trung bình dưới 10, đó là Đoàn Huy và bố của mình là Đoàn Trinh, Nguyễn Minh Chiết và Nguyễn Hồng Hải, Lê Trúc An, Lê Quý Hồng Bảo và Phạm Thị Yên Vi với người mẹ của mình là Nguyễn Thị Thu Hà. Bước sang năm thứ hai tổ chức, giải đấu không chỉ dừng lại ở các cặp bố mẹ và con ở khu vực phía Bắc mà còn quy tụ 54 cặp đấu đến từ mọi miền Tổ quốc. Trong đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc của góp phong trào cũng như góp đỉnh cao của Việt Nam. Nếu như bình thường, cộng đồng góp có thể thấy Tổng Thư ký Hiệp hội Góp Việt Nam thi đấu một mình, thì ở giải đấu này anh lại ra sân cùng với con trai của mình. Hay tuyển thủ quốc gia Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Khánh Hưng, Lê Trúc An đánh cặp cùng với bố của mình. Đây là cách để các bạn trẻ được giao lưu với nhau, được đồng hành cùng với bố mẹ, vừa để góp phần thúc đẩy cho phong trào góp trẻ, vừa để tăng thêm phần gắn kết cho gia đình. Tại giải đấu năm nay, có hai golfer khá đặc biệt, đó là Nguyễn Vũ Phúc Anh 6 tuổi, con trai của chủ tịch câu lạc bộ VinGolf Nguyễn Tuấn Anh, và golfer Nguyễn Đức Khả đã hơn 60 tuổi đánh cùng con trai để tạo nên cặp đôi nhiều tuổi nhất giải. Chung cuộc cặp bố con là golfer thân Đức Tiết và thân Bảo Nghi đến từ Đà Nẵng đã giành chức vô địch ở bảng A. Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức giải Summer Open 2022 dành cho 30 golfer trẻ thi đấu tại 6 bảng, từ U9 đến U21. Và chức vô địch toàn giải đã thuộc về nhà vô địch quốc gia Đoàn Xuân Khuê Minh. Sau khi xem xong phóng sự vừa rồi thì quý vị khán giả cũng như là hai vị khách mời đã có một cái nhìn tổng quan về cái giải đấu Parent and Child for Some Tournament 2021 và 2022. Vậy các anh có thể chia sẻ cái đánh giá của mình về giải đấu này. Xin mời anh Minh ạ. Thật ra là cái giải đấu này chúng tôi tổ chức năm nay năm thứ hai. Thì là đối với chúng tôi thì là cái giải đấu này nó mang một cái ý nghĩa là để cho toàn bộ gia đình, từ bố mẹ đến các con, để có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ ở trong cái môn golf này. Nghĩa là khi mà từ xưa đến nay là các con đi tập golf ấy, thì là các con chủ yếu đánh một mình, bố mẹ là đi theo cổ vũ đấy, hoặc là ở trong sân tập thì các con đánh thì bố mẹ là đứng xem rồi là có thể là chỉ bảo. Tuy nhiên thì là khi cái ý tưởng để ra cái giải đấu này thì chúng tôi muốn là thế thì thử xem cả bố cùng với con hoặc là mẹ cùng con chơi cùng nhau thêm một cái game chơi thì nó sẽ là như thế nào. Đấy thì là có đúng như là các ông bố bà mẹ đã dạy các con là phải đánh như thế này thế kia hay không? Đến khi anh đánh cùng con đi thì sẽ cảm giác ra sao? Thì cái đấy là một cái ý tưởng tôi đầu tiên, nó cũng mang tính chất tương đối là funny. Nhưng mà sau cái mùa giải đầu ấy thì nhận được rất là nhiều cái phản ứng rất tích cực của các gia đình. Thì chúng tôi quyết định là tổ chức cái giải đấu lần thứ hai. Thì sau hai giải thì đấu vừa rồi, nhất là cái giải thứ hai vừa rồi, chúng tôi cảm thấy nó là thành công. Dạ vâng. Còn anh Thành thì sao ạ? Khi mà được thi đấu cùng với con tại một cái giải đấu như thế thì anh cảm thấy như thế nào?
Đây là lần thứ hai mình được thi đấu cùng cô con gái nhỏ của mình. Năm ngoái thì bạn ý 10 tuổi và năm nay bạn ý 11 tuổi. Tức là cảm giác thì nó rất là khác biệt so với tất cả những cái vòng đấu gôn hoặc cái giải đấu gôn mà mình đã tham gia. Đó. Trước vòng đấu thì cảm giác là hồi hộp có, lo lắng có, đến khi vào thi đấu thì cảm giác là vui sướng cũng có, rồi là tiếc nuối cũng có, vỡ òa cũng có. Và cuối cùng thì là chốt lại là hai ba con đã có một vòng gôn gọi là có thể nói là cực kỳ đặc biệt. Đấy, cực kỳ đặc biệt và chắc chắn là nó sẽ là một cái quãng thời gian mà hai ba con sẽ không thể nào quên trong suốt cuộc đời của mình. À, còn với anh Minh thì trước đó thì tôi được biết là anh Minh còn đi làm caddy cho bạn Hoàng. Thế nhưng mà khi mà tham gia cái giải Parent and Child Foursome này thì anh thấy cái việc kết hợp giữa hai ba con như thế nào? Thật ra là cái giải đầu tiên ấy, thì hai ba con là kết hợp tương đối tốt. Tất nhiên là tại vì cái thời điểm đấy là tôi đánh cũng tương đối tốt. Nhưng mà cái đợt này thì mình đánh cũng tương đối gọi nôm na gọi là đang hơi bể. Nên là cái sự kết hợp và nhuần nhuyễn nó không được như mong muốn. Nôm na là cứ trêu coi như là con cố gắng là cộng 3 đấy. Cuối cùng là nặng quá, cộng không nổi. Nên là kết quả không được như mong đợi. Tuy nhiên thì trên sân cũng có một số coi như là thời khắc là cậu ấy cũng có vẻ hơi buồn. Nhưng mình vừa đi vừa động viên và cuối cùng cũng nhận được cái sự thông cảm. Thì cũng hai ba con cũng hứa với nhau thôi, đến mùa giải năm sau thì ba sẽ cố gắng hơn. Bước sang năm 2022 thì cái số lượng này tăng lên rất nhiều. Đấy là 54 cặp mà đặc biệt là lại có cả các cái golfer đến từ miền Trung, miền Nam. Vậy thì hai anh đánh giá như thế nào về cái sức hút của cái giải đấu này? Thì ngoài cái thành viên ra thì chúng tôi trong câu lạc bộ thì cũng có rất nhiều cái phụ huynh là bạn bè ở các miền. Thì chúng tôi cũng gọi điện, cũng mời là đấy, mời ra để tham dự cùng câu lạc bộ chúng tôi. Thì khi mà đặt vấn đề ra thì rất nhiều phụ huynh ở ví dụ Sài Gòn hay là Vũng Tàu, thậm chí Đà Nẵng thì mọi người đã từng biết đến cái giải đấu này và mọi người rất là hào hứng và đăng ký để tham gia. Ngoài ra thì cũng có những cái cặp cha con là ở Lâm Đồng vào những cái phút cuối cũng rất là háo hức. Mà lúc đấy thực sự là cái số lượng thì cũng bị tương đối là bị hạn chế. Thì chúng tôi vẫn cố gắng để làm sao mà đưa được những cái slot để mọi người coi như là đi ra để thi đấu. Với cái số lượng các offer đông như thế thì ban tổ chức giải thì có những cái khó khăn gì không ạ? Từ cái việc là kết nối các golfer cũng như là tổ chức sân thi đấu dành cho các golfer. Với cái số lượng golfer là cho các cặp phụ huynh với con thì là rơi vào 54 cặp. Và ngoài ra thì có khoảng gần 40 cháu là đánh cá nhân nữa. Có nghĩa là ban tổ chức đã phải sắp xếp sân và công tác hậu cần cho gần 150 golfer. Đấy là cái vấn đề đấy là cái vấn đề cũng là tương đối khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên thì là với sự nỗ lực của ban tổ chức và với sự ủng hộ của sân golf, đặc biệt là sân golf Vinpearl thì là tất cả những cái khoan đấy ban tổ chức đã vượt qua được và đã tổ chức được một giải thành công ạ. Sau hai mùa giải thì các anh đánh giá như thế nào khi mà mình tổ chức cái giải đấu này, nó có ý nghĩa trong cái việc gắn kết các cái thành viên trong gia đình với nhau mà đặc biệt là bố mẹ với con cái? Sau cái giải đấu này ấy, thì tôi nghĩ là giữa quan hệ giữa bố mẹ con cái tôi nghĩ là sẽ là kháng khít hơn, nên là thông cảm với nhau nhiều hơn. Và thật ra là bản thân là bố mẹ và con có thể học được những ở trên sân golf chẳng hạn là những cái điều mà từ xưa nay có thể là chưa nhìn thấy bố chơi golf như thế nào đấy, và có thể học được những cái điều tốt, những cái mà ví dụ là cái cách các cái chiến thuật hoặc là những cái điều tư vấn của bố trực tiếp với con. Bình thường các con đi đánh ở trong giải đấu thì bố mẹ chỉ có đi đứng ở ngoài xem thôi. Nhưng mà đây là có thể trực tiếp hai ba con cùng bàn luận, cùng quyết định. Và cái quyết định đấy là quyết định chung. Thì nghĩa là khi mà ra được quyết định cả hai bố con cùng quyết định ấy, thì nó tốt thì cùng vui, mà nó có hỏng thì cũng chia sẻ cái sự có thể nỗi buồn đấy. Thì tôi nghĩ là cái này là cái tạo được sự thông cảm cho nhau. Với cá nhân anh Minh thì anh có cái kỷ niệm nào cũng như là có cái điều gì đặc biệt giữa hai bố con thông qua cái giải đấu vừa diễn ra? Ở trong cái giải đấu vừa rồi ấy, thì nó có mấy cái hố gôn mà khi mà bạn ấy đưa, hôm nay là bạn đưa bóng vào một cái thế khó thì tôi phải xử lý tiếp theo. Thì khi mà tôi xử lý được một cái cú đấy mà đánh được lên on ấy
thì tôi cảm thấy rất bất ngờ là bạn từ đâu bạn chạy ra, bạn ấy ôm chầm lấy tôi, mà nghĩa là cảm thấy mình cái cảm giác là lúc ấy người mình như kiểu gọi là lúc đó kiểu nổi hết cả da gà luôn. Bình thường là ít lắm nhưng mà tự nhiên lúc đấy không biết ở đâu ra cảm xúc tự dưng dâng trào. Thế còn anh Thành thì sao ạ? Thì là đáng nhớ nhất là ở hố gôn số 10. Ở hố gôn đó thì mình là người phát bóng, tức là giải của format của giải đấu là hai cha con sẽ phát bóng luân phiên. Thế là mình là người phát bóng và mình đã phát bóng xuống, rất không may là mình phát quả bóng nó bay xuống hồ. Thế là cô con gái thì cũng cười rất tươi và ra bảo ba ơi không lo có con đi rồi. Thì mình thấy là tức là con mình cũng đã có vẻ là lớn hơn trưởng thành hơn, bởi vì cũng cái giải đấu này năm ngoái nếu như mà mình mà đánh hỏng thì có vẻ bạn ý là rơm rớm nước mắt và có vẻ là sắp khóc, nhưng năm nay thì lại cười rất tươi và bảo là ba ơi ba yên tâm có con đây rồi. Đấy là một cái hố đấu mà mình thấy là mình có lẽ là sẽ là để lại cho mình cái kỷ niệm mà khó quên nhất trong giải đấu. Có thể thấy rằng là bạn ấy đã có cái sự trưởng thành hơn đúng không ạ? Sau một năm ạ. Vâng. Và đặc biệt là cũng sau khi mà tham gia giải vô địch quốc gia vào tháng 4 vừa qua đúng không ạ? Đó là chia sẻ của hai ông bố về các con của mình. Vậy thì chia sẻ của các bạn nhỏ cũng như là các ông bố bà mẹ tham dự giải đã như thế nào thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Rất là khác biệt, nhưng mà cái vui nhất thì con mình cũng hiểu mình nên cũng ít phàn nàn hơn. Chỉ nhiều lúc sơ sẩy quá gần, cháu ếch quá gần bị lỗi thì cháu hơi không vui cho lắm. Nhưng bù lại cháu cũng sơ sẩy cái điểm giống mình nên sau đây là hai người cũng hài hòa, không phàn nàn gì cả. Vì cũng là mình cũng nói với cháu là đây là cái trải nghiệm để cho cháu được phát triển về lâu về dài này. Nên mình cũng không đặt nặng gì nhiều lắm, chỉ là nói là con cố gắng đến tốt để hoàn thành 18 hố thôi. Mọi khi thì hai bố con thì cũng chơi với nhau rất nhiều, và bố con cũng vừa làm một trận liên tục là 4-5 trận liền với nhau. Nhưng trận này là trận cũng khá cảm xúc, tại vì cũng cái độ tương tác nó rất là sâu và gọi là cái next shot là bao giờ cũng quan trọng hơn. Bố con đã hiểu rõ được cái điều đấy. Tôi vui bởi vì là không chỉ là hai bố con tôi đâu, còn có cả ba thế hệ cùng tham gia cái giải này. Cho nên đây là một cái giải tôi cho là rất ý nghĩa và tôi rất là thích cái giải như thế này. Dạ, con thấy ba đi cùng với con thấy vui hơn, con thấy không có áp lực. Thì ngày trước thì mình đi du học nên là ít có thời gian với bố. Bây giờ đợt này về được đi thiều giải bố con này mình thấy rất cảm xúc. Thấy hai bố con tương tác với nhau như đồng đội, như hai anh em. Trận đấu ngày hôm nay là lần đầu tiên hai bố con được đi thi đấu với một cái thể thức cũng không lạ với golf, nhưng mà là một thể thức rất là gắn kết. Bố và con được cùng đánh và cùng xử lý tình huống với nhau, rất là vui. Mẹ con bảo là đánh đẹp hay không là không quan trọng, mẹ bảo là cảm xúc là chính, mẹ cần con vui. Qua đánh bố cực kỳ khác luôn. Lần đầu tiên mà đánh bố một gậy, con một gậy nên là không biết đánh cái nào một lần. Bố là hỏng một gậy thì con lại hỏng gậy sau. Ba bảo là cố lên, còn 18 hố lận, không phải là một hố đấu sai thì hố sau đánh lại. Bố bảo là đừng quan tâm tới điểm số, cứ quan tâm vào gậy cú, những cú đánh mình đánh ạ. Trong cuộc sống chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta được tự do lựa chọn. Sức sống là một lựa chọn, sức mạnh là một lựa chọn. Chọn dinh dưỡng lành mạnh, hãy chọn Herbalife Nutrition. Hãy thưởng thức những sản phẩm dinh dưỡng đa dạng tuyệt vời, được khuyến nghị bởi các chuyên gia dinh dưỡng, được các vận động viên hàng đầu tin chọn. Tự chọn Herbalife Nutrition. Có thể nói đây là một sân chơi rất là thú vị dành cho các bạn ở lứa tuổi junior. Tuy nhiên thì hiện nay có những sân chơi như thế này thì không nhiều. Ngoài giải đấu này thì ở miền Bắc còn có hai giải đấu dành cho các bạn trẻ như là FLC Hà Nội Junior Tour và VGS Junior Tour. Miền Nam thì có một số giải đấu do Hội Góp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Còn hệ thống giải quốc gia thì một năm chúng ta sẽ có một giải VGO dành cho các bạn nhỏ. Vậy các anh đánh giá như thế nào về các giải đấu này? Giải FLC Hà Nội Junior đúng không? Và VGS Tour thì thật ra là hai cái giải đấy nó thực sự nó rất là hay. Nhưng mà tuy nhiên là trong một năm qua ấy, thì cũng là bị gián đoạn so vì bệnh dịch. Đấy, tuy nhiên là đến thời điểm này thì chúng tôi cũng chưa thấy có từ đầu năm 2022 giờ là đối với các bạn trẻ là đang không có một cái giải nào cả. Thì thực sự là các bạn ấy đang rất là khao khát.
Mà tôi nghĩ là đối với gốp trẻ Việt Nam ấy, chúng ta phải cần nhiều giải hơn nữa. Nghĩa là để mà cho các bạn có cơ hội, các bạn thi đấu, các bạn cọ sát, thì thay vì là chỉ cứ cuối tuần thì lên trên sân đi outing các nhóm nhỏ, thì khi mà chúng ta mà có những cái giải ấy, thì là các bạn sẽ thật ra là tinh thần nó là khác. Nên là các bạn này háo hức, các bạn quyết tâm hơn để mà cố gắng là đạt được thành tích cao. Thì tôi nghĩ là với Việt Nam mình mà dành cho các bạn trẻ mà một năm chúng ta tổ chức tầm khoảng 20 đến 30 giải gốp ấy, thì tôi nghĩ là cái đấy nó sẽ gốp trẻ Việt Nam nó sẽ được nâng cao hơn. Ví dụ như ở Thái Lan chẳng hạn, một năm 30 mấy giải dành cho trẻ, mà đấy là giải mang tính chất là tour nhé. Tour ở đây là không phải đánh một ngày nhé, mà đấy là đánh 3 ngày đấy. Mà nôm na với cái thể thức 3 ngày như video ấy của mình ấy. Còn các cái tour mà một ngày thì tôi nghĩ chắc là đếm không xuể. Còn anh Thành thì sao? Anh có chia sẻ gì? Thì hiện tại như quan điểm của tôi là ở Việt Nam đang hơi ít các cái giải đó. Và nên chăng thì các cái ban ngành đoàn thể, các cơ quan, rồi các mạnh thường quân, các sân gôn, và nên tổ chức cho các con là với số lượng giải là nhiều hơn hiện tại. Vậy theo anh thì để mà tổ chức mà dành cho một cái giải đấu dành cho các bạn nhỏ thì nó gặp phải những cái khó khăn gì? Nếu như đứng về góc độ câu lạc bộ, đúng không ạ? Góc độ câu lạc bộ mà đứng lên tổ chức giải cho các bạn nhỏ thì cái khó khăn đầu tiên ý là cái khó khăn về vấn đề tài chính. Đó, thì là bây giờ là hiện tại là cái các bạn nhỏ mà chơi cái golf ý, thì là chủ yếu là các bạn sẽ chơi vào những ngày cuối tuần, đúng không ạ? Và ngày thường các bạn sẽ phải đi học. Đó, nếu như mà một năm các bạn được nghỉ hè khoảng 2 tháng hè thì các bạn mới có thể lên sân thi đấu vào ngày thường được. Mà golf là một bộ môn là gần như là các bạn phải tập luyện, phải học, phải thi đấu là thường xuyên, liên tục theo suốt cả chiều dài của cả một năm. Đó, thì là cơ bản các bạn sẽ phải thi đấu vào ngày lên sân vào ngày cuối tuần. Thì lên sân vào ngày cuối tuần thì chi phí lên sân ý cũng là một cái vấn đề là gây khó khăn. Và cái đấy cũng gây khó khăn cho ban điều hành của câu lạc bộ để tổ chức các cái giải cho các bạn. Như anh Minh vừa chia sẻ là ví dụ như ở Thái Lan một năm người ta có mấy chục giải dành cho các bạn junior chẳng hạn. Thế vậy thì theo anh thì ở Việt Nam điều gì khiến cho cái việc mà tổ chức các cái giải dành cho các bạn nhỏ nó ít như thế và nó hạn chế như vậy? Theo một cái suy nghĩ của tôi ấy, nó chắc là việc đầu tiên. Đến cái thời điểm này là có thể là số lượng golfer nhí của chúng ta là đang tương đối là ít, cho nên là cái khâu tổ chức có thể là nó sẽ tương đối, nó cũng bị ảnh hưởng. Và ngoài ra chúng ta là cũng bị trải dài. Ví dụ ở Hà Nội, như tôi đang nhầm đáng áng chừng ở Hà Nội mà bây giờ số lượng golfer nhí tập golf thì tôi nghĩ chắc bây giờ cũng phải lên trong khoảng 200. Đấy, 200 thì 100 thì chắc là các golfer nhí tầm khoảng U9, hay là các em bắt đầu mới tập. Còn ở trên nữa thì bắt đầu có thể từ U12 trở lên. Nhưng để mà một số những cái bạn đánh tốt mà có thể đi gọi là đi có handicap thì tôi nghĩ chắc nó cũng không nhiều, chắc khoảng vài ba chục. Đấy, thì đấy cũng là một cái yếu tố để tổ chức giải cho những cái coi như là hiệp hội hoặc là các hội gôn hoặc là các doanh nghiệp hoặc cái gì đấy để tổ chức giải. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là gì chúng ta vẫn phải tổ chức. Thì khi mà chúng ta có giải có thể là 20, 30 cháu thì dần dần số lượng nó sẽ phải tăng. Thì các bạn còn lại sẽ nhìn vào, cố gắng mọi người cứ đăng ký. Thì khi mà các bạn nhỏ bạn ấy lên, bạn ấy đánh, bạn ấy đánh kết quả bạn không tốt thì bạn sẽ phải bạn tập luyện thêm. Đấy, thì tôi nghĩ là đấy cũng là một cái mà nhà tổ chức ấy, đấy thì hiệp hội đấy thì cũng nên suy nghĩ về cái việc là tổ chức làm sao mà có thêm giải cho các con đẹp hơn nữa ấy. Là những cái giải làm sao mà kết nối được các vùng miền, là làm sao mà cả miền Nam, miền Trung đều có thể được ra thi đấu thì nó mới có sự cọ sát. Chứ không, thật ra là trong cái câu lạc bộ chúng tôi cũng gần đấy cháu vẫn đánh với nhau thường xuyên rồi cứ quanh đi quẩn lại thì cái đấy nó thiếu sự cọ sát hơn nữa. Như cái giải vừa rồi bọn tôi tổ chức thì có thêm các bạn ở miền Nam với cả miền Trung ra ấy, là thật ra các bạn ở câu lạc bộ rất là hào hứng để xin được để đánh cùng các bạn đấy. Chứ tại vì đánh với nhau mãi thì bắt đầu cũng quen rồi. Và phải chăng thì chúng ta có nên mở rộng cái giải đấu này ra các cái khu vực miền Trung, miền Nam để có nhiều cái giải mà dành cho các cặp bố mẹ hơn nữa không? Có chứ. Bọn tôi cũng rất là mong muốn là để mà mở rộng cái việc đấy ra. Nhưng tuy nhiên thì tôi nghĩ này là những cái giải đấu này là giải đấu của ví dụ bố mẹ và con. Thì nó có sẽ hai yếu tố, một nó phải là thời điểm thích hợp, ví dụ là mùa hè kỳ nghỉ thì các con nó không phải đi học, mà làm sao nó hợp lý nữa là phải bố mẹ cũng không phải đi làm, nên là nôm na nó như kiểu là vào ngày cuối tuần chẳng hạn. Mà ngoài ra là
nếu mà muốn tụ tập được đông đủ ấy thì cũng phải tổ chức ở nơi nào mà có đông thành viên sẵn sàng tham gia, để cái vấn đề là cái chi phí rồi đi lại rồi bay đấy, thì cái đề của tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Thì tôi cũng rất là hy vọng là ví dụ có thể là sang năm sẽ có tổ chức một cái giải đâu đó ở ví dụ có thể là miền Trung chẳng hạn, để nhân dịp là mọi người cũng đi nghỉ thì là các miền là tụ tập về. Mình có thể tổ chức giống như các cái giải đấu mà thuộc hệ thống giải quốc gia chẳng hạn. Ví dụ như là năm nay thì giải sẽ tổ chức ở Hà Nội, sang năm thì tổ chức ở miền Trung, sang năm nữa thì sẽ tổ chức ở miền Nam chẳng hạn. Chính xác đấy, cái đấy cũng là một ý tưởng nôm na, cũng thể là một cái giải là tiền vô địch quốc gia trẻ. Đấy, nghĩa là trước đấy là chúng ta sẽ tổ chức một cái giải, cũng cố gắng sao ở cái sân bạn sẽ thi đấu đấy, video đấy, thì là chúng ta sẽ tổ chức trước đấy để các con coi như là các gia đình vừa đi nghỉ và tổ chức coi như là như kiểu là cái giải tiền tạo tiền đề cho các bạn là có làm quen sân luôn. Và không chỉ có giải đấu dành cho bố mẹ và con mà câu lạc bộ còn tổ chức thêm một ngày sau đó là dành cho các bạn junior thi đấu với nhau. Điều này thì có ý nghĩa như thế nào trong cái việc là giúp các bạn cọ sát cũng như là chuẩn bị cho cái giải đấu vô địch quốc gia? Ý tưởng của chúng tôi đầu tiên là chỉ là giải đấu bố parent child thôi. Tuy nhiên thì sau khi mình nhìn lại là thứ nhất là cái sân, vị trí sân thì cũng cách xa Hà Nội. Câu lạc bộ là cũng suy nghĩ là thì tại sao chúng ta lại không làm luôn một cái ngày thứ hai? Đấy, để mà đằng nào mọi người cũng lại đi xuống dưới Hải Phòng rồi. Mà ngoài ra mình cũng mời các cặp bố mẹ từ các vùng miền về. Thì nhân tiện thì ngày thứ hai cũng lên cho các con tổ chức một cái giải cho các con luôn. Thì để các con tự đánh với nhau và đánh được đầy đủ, chứ không phải là đánh theo format pho xăm nữa. Thì dựa trên cái đấy thì bọn tôi quyết định là tổ chức cái giải luôn cho các con và đưa vào sử dụng luôn đúng cái hệ thống của video sắp tới, cũng chia theo các lứa tuổi để mà các con đúng đánh theo ti và để làm quen với sân cho cuối tháng 7 này. Còn phía anh Thành thì sao? Anh đánh giá như thế nào về cái kết quả của các bạn sau cái buổi thi đấu ngày thứ hai đấy ạ? Về chất lượng giải đấu thì tôi đánh giá là chất lượng giải đấu là đã có một giải đấu là có chất lượng tương đối tốt. Và vì là cũng hội tụ được những vận động viên có thể nói là về hay nhất của gôn trẻ ở thời điểm Việt Nam và thời điểm hiện tại. Chỉ trừ một vài bạn như là Nguyễn Anh Minh, Quang Trí, Bảo Long, Quang Anh chẳng hạn thì các bạn đang là đi thi đấu ở bên Thái Lan rồi. Vâng, thế là các ban tổ chức tôi đánh giá là chất lượng chuyên môn của giải đấu là tương đối tốt. Về tổng quan thì các anh đánh giá như thế nào về cái việc mà các bạn trẻ của Việt Nam trong những năm gần đây, mà đặc biệt là năm nay, các bạn đã có những cái thành tích nhất định trong SEA Games chẳng hạn, SEA Games vừa qua chẳng hạn, và cũng như là một số các cái giải junior của Thái Lan mà vừa tổ chức vừa qua? Thực sự rất là ấn tượng, kết quả rất là ấn tượng, nhất là đối với Nguyễn Anh Minh. Thì cái đấy là cái cũng dành cái coi như là một tấm gương, tôi nghĩ là một tấm gương cho các bạn trẻ nhìn vào. Tại vì tôi cũng theo dõi và quan sát anh Minh thường xuyên, tại vì các bạn trẻ nó hay tập cùng nhau bên Copac ấy, thì đấy là một nỗ lực tuyệt vời. Tại vì là quan điểm của tôi ấy, nếu muốn một bạn trẻ, một golfer thành công từ trẻ thì nó có những cái yếu tố ngoài yếu tố nỗ lực của bản thân, yếu tố của gia đình, hỗ trợ, support tối đa. Và thiếu những cái đấy thì tôi nghĩ là sẽ và sự chăm chỉ đấy, thì sẽ khó thành công lắm. Tại vì là mỗi một bạn trẻ mà muốn đánh golf tốt thì không phải coi như là cứ đi ra sân tập với thầy xong rồi ra tập một mình là có thể thành công. Cái đấy hiếm lắm, tôi nghĩ là hiếm. Tại vì các bạn ấy tuổi ăn tuổi chơi mà, cho nên là nếu mà không có sự động viên này, giám sát này, và nói chung là tương đối phải là lúc nào phải cố tí gắt gao một tí thì khó thể thành công. Trừ những cái coi như là các bạn mà bạn ấy có cái nỗ lực coi như là cho bản thân, ví dụ như anh Minh là một cái nỗ lực bản thân rất là tuyệt vời. Bạn có thể bạn đi đánh gôn 18 hố về đến nhà rồi có thể bạn ấy ăn rồi bạn lại xuống sân tập, bạn tập tiếp, tập đến khi mà trời tối bố bảo về đi ăn cơm đi thì cứ bảo con cho con đánh tập thêm chút nữa. Cái đấy là một cái là hiếm. Thì tôi nghĩ là đấy thì cuối cùng sau cái sự gọi là có công bài sát có ngày nên kim đấy, nên là phải chăm chỉ thì mới có thể là tiến đến thành công nữa. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ rất là tâm huyết về giải đấu cũng như là những cái kỳ vọng để có những cái sân chơi tốt nhất dành cho các bạn trẻ để các bạn có thể phát triển tài năng của mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.